Xin chào quý vị và các bạn. Dù lấy được lòng tin của Hải Đăng, dù được Hải Đăng cưng chiều như bà Hoàng, nhưng Mỹ Anh hiểu, vị trí này cô chỉ đang vay mượn của chị gái. Cô sợ sẽ có một ngày mình anh nhớ lại, sẽ có một ngày cô để lộ sơ hở, thì chẳng phải bao nhiêu công sức của cô sẽ đổ sông đổ biển, để không có viễn cảnh trở nên trắng tay. Nhân lúc cô đang là vợ của Hải Đăng, là con dâu của chủ tịch tập đoàn KMD, cô tranh thủ tạo được liên minh ủng hộ cho cô, hòng chiếm đoạt tập đoàn. Chỉ cần cô ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, thì sự thật có phơi bày, cô chễm chệ ngồi trên đỉnh cao danh vọng. Cô chẳng phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Liệu rồi cô nàng sẽ làm gì để đạt được mục đích của mình? Tới bao giờ Hải Đăng mới nhận ra người vợ đầu ấp tay gối của mình là giả mạo? Anh sẽ làm gì để đưa mọi việc về với trật tự vốn có của nó? Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Chính thức làm dâu hào môn, chính thức trở thành tầng lớp thượng lưu, sống cuộc sống đáng mơ ước. Còn có được tình yêu của chàng tổng tài Hải Đăng, nhưng Mỹ Anh đủ thông minh để hiểu, tất cả cô chỉ đang vay mượn của người khác. Có những lúc cô cũng cảm nhận thấy mệt mỏi, phải gồng gánh và giả mạo. Cô lo sợ nếu một ngày Minh Anh sẽ nhớ lại, thì cô sẽ mất tất cả. Hơn nữa, bí mật của cô còn có bà Nga và bác sĩ Tài biết. Dù bà Nga là người sinh ra cô, luôn đặt cô vị trí ưu tiên, nhưng bà là người nhân hậu, hiền lành. Bà sợ bà chứng kiến Minh Anh thiệt thòi, bà không kìm lòng được nên nói ra sự thật. Còn bác sĩ Tài, tuy cô không tiếc tay vung tiền để bịt miệng, còn phải nhẫn nhịn lên giường với hắn, nhưng cô hiểu kẻ hám danh hám lợi như hắn chẳng có gì để đảm bảo. Hắn giữ mồm giữ miệng cho cô. Hơn nữa, nếu tần suất hai người gặp nhau dày đặc, sớm muộn gì Hải Đăng cũng phát hiện ra mối quan hệ lén lút này. Thậm chí cả hai sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Cách tốt nhất, cô phải thay đổi cục diện. Cô phải làm chủ cuộc chơi. Cô vắt óc suy nghĩ nhiều đêm. Cuối cùng phương án duy nhất là cô phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn KMD. Chỉ cần có tiền, có quyền, cô sẽ làm phiền được thiên hạ. Lúc đó, sự thật, cô có là Mỹ Anh cũng chẳng còn ảnh hưởng tới cuộc sống của ai. Với tư cách con dâu chủ tịch cộng với tài hoạt ngôn, cô âm thầm tìm tới lôi kéo đối tác, khách hàng cùng nhiều vị trí quan trọng đứng về phía chiến tuyến của mình. Và cái chết đột ngột của ông Khánh cũng do một tay cô mà ra. Khi ông Khánh phát hiện ra âm mưu của cô con dâu cộng với nghi ngờ thân thế của cô, ông âm thầm điều tra về vụ tai nạn. Khi ông có ý định vạch mặt cô, cũng là lúc cô nàng xuống tay với ông. Chính cô buông những lời lẽ xúc phạm khiến bệnh tim của ông tái phát. Cô nhẫn tâm giật lấy lọ thuốc từ tay ông, rồi dương mắt nhìn ông sang thế giới bên kia trong đau đớn. Cái chết của ông đúng là mũi tên trúng hai đích. Cô vừa loại bỏ được vật cản ngáng đường, vừa thuận lợi thay ông ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Và cái ngày đó cũng tới, trong cuộc họp cổ đông bất thường. Sau khi ông Khánh qua đời, cô nàng được tiến cử ngồi vào chiếc ghế quyền cao chức trọng đó, khiến cho Hải Đăng ngỡ ngàng ngơ ngác. Còn Mỹ Anh giả vờ không hiểu chuyện gì, cô lên tiếng. Xin lỗi, có nhầm lẫn gì không? Tôi nghĩ anh Hải Đăng mới đủ bản lĩnh và tư cách đảm nhận trọng trách này. Cô vừa dứt lời thì có một giọng nói chen ngang. Thời gian qua chúng tôi đã thấy được năng lực của cô. Hơn nữa, hai người là vợ chồng, hai ngồi vào cũng vậy thôi. Đó cũng chỉ là một chức danh. Đám đông bắt đầu hùa theo ủng hộ cho cô. Mỹ Anh như mở cờ trong bụng. Kết quả này cô đã biết trước. Thật ra cô nàng đã đi cửa sau, tìm gặp những người có máu mặt, thương lượng với họ bằng những lời lẽ thuyết phục. Nào là tập đoàn KND đã bị gia đình ông Khánh kiểm soát quá lâu, đã tới lúc thổi làn gió mới, đã tới lúc san sẻ quyền lực. Cô không quên ứng cử bản thân vào vị trí đó và hứa hẹn sau này sẽ không để các chiến hữu của mình phải thiệt thòi. Lại thấy cô vẫn là vợ của Hải Đăng nên họ đứng về chiến tuyến của cô. Với kết quả biểu quyết, Mỹ Anh thuận lợi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, còn Hải Đăng là tổng giám đốc dưới quyền của cô. Nhưng Mỹ Anh hiểu đó chỉ là cái mác. Hải Đăng là người am hiểu về công ty, có chuyên môn và tiếng nói, lại nắm trong tay cổ phần nhiều. Để tránh nghi ngờ của Hải Đăng, cô vội vã tìm gặp anh tỏ vẻ áy náy. Anh Đăng, tại sao khi nãy anh lại không lên tiếng? Tại sao anh lại đồng ý với quyết định của các cổ đông? Hải Đăng vốn là người không màng danh vọng, tiền tài. Cái ghế đó với anh chẳng quan trọng. Hơn nữa, anh từng rất yêu Minh Anh, từng thấy được năng lực làm việc của cô ngồi vào chiếc ghế đó cũng xứng đáng.
Hơn nữa, bà anh vừa mất, anh không muốn vì chuyện này mà gia đình xào xáo, vợ chồng nghi ngờ nhau. Hải Đăng nhẹ nhàng. Anh phải vui mới phải. Mọi người đều công nhận tài năng, bản lĩnh của vợ anh. Cô nàng trao mày, anh nói thật đấy chứ. Thế em cứ lo mãi. Hải Đăng khẽ cười. Em ngốc quá, chúng ta là vợ chồng, của anh cũng là của em. Mỹ Anh nũng nịu. Em đã làm được gì đâu, em còn phải học hỏi rèn luyện rất nhiều. Thôi thì một thời gian nữa mọi việc lắng xuống, em sẽ giao lại vị trí cho anh. Thấy gương mặt trầm tư của cô nàng, Hải Đăng vội động viên. Vợ ngốc của anh, em không phải bận tâm đâu. Chuyện bận tâm duy nhất của ba là tập đoàn ngày càng vững mạnh. Em và anh hãy cùng nhau giúp ba hoàn thành tâm nguyện đó. Cô xà vào lòng anh khẳng định chắc nịch. Anh yên tâm, em sẽ không làm anh và ba thất vọng đâu. Chỉ bằng vài câu nói, Mỹ Anh thành công qua mắt Hải Đăng. Thế nhưng đó chỉ là bước đầu trong kế hoạch thao túng quyền lực trong tay cô nàng. Với vị trí hiện tại, cô sẽ lôi kéo đối tác, lôi kéo nhân viên. Cô sẽ có chiến lược để Hải Đăng dần chuyển giao cổ phiếu cho mình. Một khi nắm chắc quyền thắng, cô sẽ hạ màn kết thúc trò chơi. Lúc đó cô chẳng phải sống trong nơm nớp lo sợ, bị người khác phát hiện thân phận giả mạo. Lúc đó cô sẽ thỏa sức sống với bản thân mình, sống phóng khoáng tự do, chứ không phải là người vụ công dung ngôn hạnh như Minh Anh. Phải công nhận tính toán của cô nàng cũng thật tinh vi, nhưng cô có đang tự đề cao bản thân sau cái chết của ông Khánh, sau khi cô nàng hiện rõ lòng tham. Hải Đăng càng nghi ngờ hơn về thân phận của cô. Anh sẽ sớm điều tra về vụ tai nạn, điều tra về hai chị em Minh Anh, Mỹ Anh. Anh sẽ lần ra được những điểm bất thường, lần ra những mối quan hệ mèo mỡ của cô và anh bác sĩ. Không chỉ có Hải Đăng mà Việt Lâm cũng đang nghi ngờ về hai chị em họ. Một khi hai chàng soái ca liên thủ với nhau thì Mỹ Anh có mưu mô xảo quyệt thế nào cũng không qua mắt được họ. Và đặc biệt khi bà Nga thấy cô con gái bảo bối, không biết thân biết phận mà trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi, bà có cắn răng để giữ bí mật cho cô, hay bà sẽ nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện và Minh Anh khi khôi phục lại ký ức, biết rõ bản thân là ai, cô sẽ không mủi lòng với cô em gái của mình. Minh Anh sẽ vùng lên đấu tranh giành lại những thứ thuộc về mình. Chỉ sợ cái ngày đó chưa tới thì Mỹ Anh đã khốn nạn chiếm được quyền kiểm soát của KND. Hải Đăng với sự hỗ trợ đắc lực của Việt Lâm, của Minh Anh, họ sẽ có chiến lược gì để xoay chuyển cục diện? Với kẻ thực dụng ích kỷ như Mỹ Anh, với những việc làm trời không dung đất không tha của cô nàng, báo ứng nào đang chờ đón cô? Còn Hải Đăng và Minh Anh có thể quay về bên nhau hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút xem phim thật thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.